Ok, hôm nay tối nay là thứ sáu anh em gặp nhau. Nhưng mà chơi phải chơi đúng luật nha. Đó, thì các bạn thấy là xe của ai thì người nấy ngồi ở đó, không ai ngồi gần nhau hết á. Thấy chưa? Mỗi xe mỗi người cách nhau 2 mét nha. Nha, mỗi người cách 2 mét đó, thấy chưa? Các bạn chơi như vậy đó rất là theo luật, là đúng luật không? Ok, 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, 6 người, 7 người. 7 người. Ok. 8 người đâu có ai ngồi gần nhau đâu. Yeah. Thấy chưa? Đã rồi chưa? Khỏe không? Anh em khỏe không? Khỏe hả? Ôi, cái này quá đã luôn bên. Ôi, đẹp quá hả? Tối thứ sáu anh em buồn quá cho nên ra đây ngồi chơi với nhau, thì các bạn thấy là anh em rất là đam mê mô tô thì chơi cũng ra ngồi chơi, nhưng mà ngồi cho nó xa xa ra một chút để chơi là về còn có gia đình vợ con ở nhà nữa, cho nên vui quá vui quá. Bên kia thì nó có xe hơi, nó gặp gỡ nhau bên kia. Hôm nay thì mô tô gặp gỡ nhau. Ok, một nữa cảm ơn anh chị em rất là nhiều đã coi video của mình. Thì anh chị em đi chơi cũng cẩn thận, thì nếu mà chơi được như vậy thì rất là hay. Đó. Rất là hay. Hahaha.